Hello, ngoài đường biết xin chào mọi người nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở thị trấn Thanh Hà của tỉnh Hải Dương. Ở nơi đây thì rất gần với nhà của một hiện tượng mạng xã hội trước đây là Lệ Rơi. Ngày hôm nay thì mình xuống đây là để đón cầu thủ Văn Thanh. Một chút nữa thì hai đứa mình sẽ lên trên Hà Nội để đón Minh Vương và cùng nhau đi đến thành phố Vĩnh Yên của tỉnh Vĩnh Phúc để tham dự một sự kiện. Mới cách đây có mấy tiếng thì mình vẫn còn đang ở thành phố Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh để theo dõi trận đấu của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gặp chủ nhà Than Quảng Ninh. Và bây giờ thì mình đã có mặt ở Hải Dương, bay như chim vậy đó, rất là mệt nhưng mà không sao cả. Với những cái khung cảnh đẹp như thế này thì mọi cảm giác mệt mỏi đều có thể tan biến hết. Theo như mình tìm hiểu thì tỉnh Hải Dương nổi tiếng với các loại đặc sản về trái cây như là ổi, nhãn lồng hay đặc biệt nhất là vải thiều. Ngoài ra thì Hải Dương còn nổi tiếng với bánh đậu xanh. Như mọi người có thể thấy thì ngay trước mặt mình đang là những vườn ổi, bạt ngàn là ổi không. Ok rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu rời khỏi tỉnh Hải Dương, đi ra đường 5 để bắt đầu thẳng tiến đến thành phố Vĩnh Yên của tỉnh Vĩnh Phúc để tham dự sự kiện. Sau đó thì chúng mình sẽ quay trở lại Hà Nội và mình sẽ đặt chuyến bay bay về Sài Gòn. Đường đi lên Ba Vì. Phía xa xa là sân bay Nội Bài, máy bay đang hạ cánh. Thành phố rồi. Sau này về Hải Dương còn nổi hơn. Hello mọi người, như vậy là mình đã khép lại chuyến đi Cẩm Phả, Quảng Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc. Và bây giờ thì mình sẽ quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Và điều quan trọng là mình sẽ lập tức công bố cho các bạn 35 tài khoản, 35 nickname đã lọt vào vòng random để chọn ra người duy nhất sẽ nhận được giải thưởng là chiếc điện thoại Realme. Mọi người cùng chờ mình nha.
gì báo lại mình nha. Bye bye cả nhà.